Xin chào quý cô bác anh chị yêu thích trồng cây mai. Và chúng ta hãy quan tâm đến cách thu hái lá mai để làm sao cho vừa có thể thu nhập và vừa có thể nuôi cây nhé các bạn nhé. Đây là búi mai của em Dung là đã được 8 tháng tuổi và em Dung đã 2 lần thu hái rồi. Lần này là em Dung thu hái lần thứ 3, nhưng lần này là em Dung thu hái nó hơi chậm một chút. Ví dụ như cái cành mai này thì cô bác anh chị hãy cắt từ trong này. Và lý do tại sao mà em Dung bảo là cắt từ trong đấy, lý do là cái búp ngoài này nó đã ra hết cỡ rồi. Cô bác anh chị quan sát cái lá ngoài cùng so với lá bên trong nó bé hơn, thì là cái tàu này nó ra vút chỉ, vút cần câu rồi cô bác anh chị ạ. Em Dung, lý do tại sao em Dung bảo là em Dung thu hoạch hơi muộn là cái lá này nó hơi già. Nó già thì nó bị rách, và nó cũng bởi vì lý do là em Dung trồng xen lẫn với cây cỏ ngọt này. Cái cây cỏ ngọt này mỗi lần gió là nó kỵ cọ là nó rách. Đấy. Và khi chúng ta thu hoạch những cái tàu như thế này thì chúng ta hãy cắt cụt từ trong này xong để cho nó kích thích nảy mầm khác ở bên trong ra. Chứ còn ví dụ như những cái cành nó vẫn còn cái búp non như thế này thì cô bác anh chị hãy để, nghĩa là cô bác anh chị hãy hái những cái lá to bên trong, còn để cái búp bên ngoài này để cho nó ra tiếp nhá. Bởi vì một cành này em Dung xin đếm thử cho các bác anh chị xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 lá. 18 lá thì nó đã ra hết rồi. Nhưng ví dụ như những cái tàu nó chỉ ra khoảng độ 7, 8 lá thì những cái tàu bên ngoài nó rất là to. Cô bác anh chị nếu cắt từ bên trong ra thì nó rất là lãng phí, khi cái búp này chúng ta không phải chăm sóc gì và chúng ta chỉ có để đấy thôi. Sau khoảng độ 5 hôm, 1 tuần nữa thì chúng ta sẽ hái được thêm 4-5 lá mà toàn lá to. Cô bác anh chị nhá. Thế thì bây giờ em Dung sẽ đang hái đây. Em Dung hôm nay đang thu hoạch đây. Cái lá đây. Những cái buộc lá mà em Dung đã thu hoạch, nó đang nắng, nó đang bị héo đây. Đấy, cái chỗ này chắc là được khoảng độ 5-6 kg. Em Dung đang hái được búi đây. Ví dụ như cành này nó vẫn còn ra cái búp nữa thì cô bác anh chị hái xong hãy để cái búp nhé. Cây phải có lá, cá phải có vảy. Nếu như cô bác anh chị mà chặt trụi chặt chọc của nó đi thì ví dụ như con cá, đây là đang nói cái cây, ví dụ như con cá cạo hết vảy có sống được không ạ? Sẽ không sống được. Nên cây phải có lá. Ví dụ những cái lá bé này, lá bé, lá non này, cô bác anh chị cứ để đấy. Nó tuy rằng chúng ta sẽ không thu hái nữa nó được, nhưng mà chúng ta để đây để nó vẫn có thể nuôi cây. Và cái lá ngoài và cái búp ngoài này thì nó vẫn có thể tiếp tục ra lá nữa và để cho chúng ta khai thác nữa. Đấy, đây. Như những cái búp này đây. Còn những cái lá mà nó đã ra hết rồi đây thì em Dung đã cắt, đã cắt và bỏ đây ạ. Đây, ví dụ như cắt cái cành cụt như thế này thì để những cái màu mầm, cái mấu ở trong này nó sẽ tức và nó sẽ ra mầm khác ạ. Đây ạ. Đấy. Em Dung cắt chọc cắt trụi. Cắt chọc cắt trụi là cắt chọc trụi những cái cành già đấy ạ. Còn những cành non là chúng ta hãy để lại ạ. Đây, ví dụ như những cái búi dưới này là em Dung vẫn cứ để lại. Cành già thì em Dung cắt chọc nhé. Còn những cành non, búp non là em Dung vẫn để lại đấy ạ. Đây, ví dụ như cây này. Thì tại sao mà, lý do tại sao em Dung cắt đi nhiều thế? Vì những cái cành này già này, chúng ta có để lại thì cái lá nó già, nó rách rồi, chúng ta cũng không thu hoạch được nữa. Đấy, thì chúng ta hãy cắt chọc cắt trụi như thế này. Đây ạ. Cắt chọc cắt trụi ra để coi như là nó sẽ mọc cái mầm non và chúng ta thu đợt khác. Còn những cái mà cây của nó còn non thì cô bác anh chị hãy để lại nhé. Cây có lá, cá có vảy thì nó mới phát triển được. Thế còn những cái cành già, lá già thì cô bác anh chị cắt bỏ đi. Không sao, để cho nó quang, cho măng nó mọc ạ. Chứ nếu là nó măng mọc và các cái cành
của cái những cái cây non nó mọc ra. Và em Dung ví dụ cho cô bác anh chị cái cây này. Nếu như cây này bây giờ cô bác anh chị thu hái cũng được. Cô bác anh chị thu hái cũng được ạ. Nhưng cô bác anh chị hái hãy bớt lại cái búp này cho em Dung ạ. Bởi vì nó thấp thế này, cô bác anh chị hãy vớn và vớn tay và chúng ta hái hái những lá già. Còn những cái lá non này chúng ta hãy bớt lại. Một cái lá non và một cái búp. Thế xong cái cành chúng ta để lại. Bao giờ cái lá non và cái búp nó ra vuốt cần câu đi thì chúng ta sẽ cắt. Chúng ta sẽ cắt từ trong cục ạ. Đấy. Và đây là vườn mai của em Dung mới được có 8 tháng tuổi. Mà em Dung thu hái lần này là lần thứ 3 rồi đấy ạ. Thu hái lần thứ 3. Đấy, ví dụ như cái tàu lá này thì cô bác anh chị hãy cắt đi, ví dụ đây. Đấy, cái lá bên ngoài là nó bé hơn. Và cô bác anh chị sẽ cắt tận cục trong này cho em Dung nhé. Cắt bỏ tận trong cục. Tàu lá này. Wow. Đấy. Gang tay của em Dung là 19 phân. Thì đây, cô bác anh chị này. Đấy. 19 phân. Cái lá này phải có 19 phân, 18 19 phân. Lý do tại sao em Dung quay cái video này để hướng dẫn cô bác anh chị. Trong video này thì em Dung cũng nhấn mạnh một vài lý do là cô bác anh chị hãy, thứ nhất là hãy cắt những cái lá già. Đấy. Khi thu hái chúng ta hãy cắt bỏ những cây lá già đi để cho quang cây và cho cái mầm cây măng, cây non nó mọc trồi. Chứ nó rậm rạp quá là nó cũng không mọc. Thứ hai nữa là chúng ta để lại những cây lá già, nó cũng chỉ có rách thôi và nó không giải quyết được cái gì, nó lại ăn mất chất dinh dưỡng của cây. Và thứ hai nữa là nếu những cây non cô bác anh chị hái thì chỉ hái những lá to. Còn những cái lá non, búp non, các cô bác anh chị để lại là một cái cành cô bác anh chị cũng để lại. Để lại làm sao nó có cái lá để nó mới nuôi cây. Đấy. Cô bác anh chị hãy nhớ cho em Dung cái điều đó. Và những cái lá ví dụ to nhưng mà nó rách thì cũng vứt bỏ ạ. Lá to mà nó rách, ví dụ để em Dung ví dụ như cái tàu này thì nó không có lá rách. Đây, ví dụ như tàu này. Ví dụ như tàu lá này. Mà nó rách như thế này thì cũng lãng phí, cũng bỏ. Chúng ta không hái được nữa. Dù to đến mấy nhưng rách thế này thì cũng vứt bỏ nhỉ ạ. Đấy. Thế nên là cô bác anh chị cũng nên thu hái đúng chật. Ít nhất là 2 tháng thu một lần. Chứ còn nếu mà để quá 2 tháng nó già xong bắt đầu là nó bị táp táp cái đầu lá như thế này, hoặc là nó gió nhiều nó rách thì cũng lãng phí ạ. Cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những chia sẻ tiếp theo. Thành phẩm một buổi sáng đây các bạn ơi. Đấy. Một buổi sáng lên đồi. Bao nhiêu lá? Lá này các bạn này. Đấy. Đây, chúng ta để vào bóng mát. Thế xong rồi là tẩy nước vào nha. Cho nó mát. Thế xong chúng ta đóng vào tải. Và cho vào ngâm nước.